Xin chào, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Phê Esports. Đã khá lâu rồi chúng ta không nói về Dota 2 trên Phê Esports, cũng bởi một lời cam đoan vui vẻ của chúng mình trong video về người Anh quốc dân Dandy. Bây giờ thì mọi yếu tố đã được đáp ứng và cũng nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm năm thứ 10 của Dota 2 nên ta mở lòng lại với tựa game này cũng không quá muộn. Dota 2 vốn là một bộ môn thể thao điện tử có lịch sử hình thành và phát triển tương đối lâu đời. Bên cạnh Liên minh huyền thoại, Heroes of the Storm, Smite hay Vainglory, Dota 2 được xếp vào dòng game Multiplayer Online Battle Arena hay gọi tắt là MOBA. Tuy nhiên, theo quan điểm của những người phát triển tựa game này, Dota 2 nên được xếp vào dòng game hành động chiến thuật thời gian thực hơn hay còn gọi là ARTS. Dù có được gọi như thế nào đi chăng nữa, Dota 2 cũng đã có một hành trình phát triển lâu dài và hiện đang được coi là hậu duệ hoàn hảo nhất của tựa game huyền thoại Defense of the Ancients. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn về quá khứ và lịch sử của Dota, các bạn có thể xem lại video Phê Esports số 14 về Dota 2 vs League of Legends. Còn trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào hành trình 10 năm tuổi của Dota 2 kể từ khi Ice Frog bắt tay vào làm việc cùng Valve cho đến nay. Nhìn nhận một cách khách quan về những thành công, thất bại và liệu nó có đáng bị gọi là dead game hay không. Ok, game on! Đầu tiên, hãy nói về những con số. Dota 2 được chơi thử nghiệm bắt đầu từ năm 2011 và kể từ đó đến nay đã có hơn 5 tỷ trận đấu được diễn ra với hơn 11 triệu tài khoản người chơi khác nhau. Trong đó, trận đấu thứ 5 tỷ đã diễn ra cách đây gần 1 năm. Giờ hãy giả sử mỗi trận đấu kéo dài trung bình khoảng 35 phút thì các game thủ Dota 2 đã cùng nhau nướng tới hơn 330.000 năm chỉ để ngồi tìm cách phá Ancient của đối thủ. Ở thời kỳ hưng thịnh nhất, Dota 2 đón nhận 1,3 triệu người chơi cùng một lúc vào tháng 3 năm 2016 và giữ vững vị trí đứng đầu danh sách các tựa game ăn khách nhất trên Steam trong suốt nhiều năm, trước khi nhường ngôi cho PUBG vào năm 2017 và CSGO vào năm 2019. Đương nhiên, những con số này vẫn là chưa đủ nếu đem so sánh với đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Dota 2 trong mảng game MOBA là Liên minh huyền thoại. Thế nhưng, cộng đồng game thủ Dota 2 lại có một con số khác đáng tự hào hơn cả, đó là giá trị tiền thưởng của giải đấu lớn nhất trong năm, The International. Bắt đầu được tổ chức từ năm 2011 và trở thành một thông lệ diễn ra hàng năm của Dota 2, The International hay TI được coi là giải đấu quan trọng nhất, đáng giá nhất và nổi tiếng nhất tựa game này. Với mốc khởi điểm 1,6 triệu đô rất đáng chú ý, qua mỗi năm, tổng giá trị giải thưởng của The International lại nhảy thêm vài con số, phần lớn nhờ sáng kiến Battle Pass và tiền túi bỏ ra từ các con dân Dota 2. Con số kỷ lục hiện tại là 34,3 triệu đô la Mỹ cho TI9 diễn ra vào năm ngoái, trở thành mức giải thưởng eSports cao nhất từ trước đến nay. Tính đến tháng 1 năm 2020, tổng giá trị các giải đấu của Dota 2 đã chạm ngưỡng 219 triệu đô la Mỹ, bỏ xa hoàn toàn các bộ môn eSports khác như CSGO với 87 triệu đô, Fortnite 84 triệu đô và Liên minh huyền thoại với 73 triệu đô. Thậm chí, trước khi hệ thống các giải Major được ra đời, The International còn được coi là thước đo chuẩn mực mỗi khi so sánh sức mạnh và tiềm lực của các đội tuyển chuyên nghiệp. Lịch sử The International không ít lần chứng kiến những ông lớn phải ngã ngựa giữa chừng cũng như những kẻ bị đánh giá thấp lại lên ngôi vô địch. Những cái tên đặc biệt như Na'Vi, Alliance, Evil Genius hay Wings Gaming cùng màn trình diễn của họ chắc chắn để lại rất nhiều ấn tượng. Nhưng trên tất cả, vị vương mang tên OG đã khiến cả thế giới phải sững sờ khi không những phá vỡ được lời nguyền luân phiên của TI, họ còn trở thành những người đầu tiên trong lịch sử được hai lần khắc tên lên chiếc khiên Aegis. Và đương nhiên, khi The International 2020 bị hoãn vì những ảnh hưởng của dịch Covid-19, OG tiếp tục trở thành đội mạnh nhất lịch sử khi giữ vững được chức vô địch trong 3 năm liên tiếp. Bên cạnh những con số biết nói, vì được chăm sóc dưới bàn tay của Valve, bản thân Dota 2 cũng mang trong mình những nét đặc sắc riêng biệt, không còn đơn thuần chỉ là một game MOBA như Defense of the Ancients năm xưa nữa. Thay vào đó, nó được khoác lên mình một vài cái tên khá mới mẻ và thú vị. Mười năm qua vẫn là game beta. Câu nói này thường được đi kèm với lời an ủi của game thủ rằng cái đó không phải bug mà là tính năng của game. Nhìn chung, đã là game thì chắc chắn không thể tránh khỏi các sai sót và lỗi lặt vặt. Đối với một tựa game eSports thì chuyện này lại càng dễ xảy ra. Cho nên cứ mỗi lần game thủ phát hiện ra tính năng mới trong game thì họ lại chỉ biết cười xòa report và đợi update sửa chữa mà thôi. Dù sao nó vẫn đang beta ấy mà. Để có thể hút máu người chơi một cách triệt để, tương tự như bao tựa game thời trang khác, Dota 2 cũng trưng bày và bày bán hàng trăm bộ trang phục và phụ kiện sặc sỡ bắt mắt. Cứ cách một khoảng thời gian lại tung ra một bộ sưu tầm mới theo chủ đề và cuối cùng chốt hạ cả một năm làm ăn phát đạt bằng việc bán sách giáo khoa The International Battle Pass. Nhìn theo hướng tích cực,
thì phần lớn các trang phục trong Dota 2 đều do cộng đồng tự thiết kế và bình chọn, cho nên về cơ bản các bên đều có lợi cả. Thật ra gọi Dota 2 là Auto Chess Launcher là chưa chính xác, phải gọi là Custom Map Launcher mới đúng. Việc giữ nguyên tính năng cho phép người chơi tự sáng tạo, hóa ra lại là một nước đi rất đúng đắn của Valve. Chính các Custom Map đã trở thành khu vực giải trí đầy hữu ích cho game thủ sau những giờ đánh rank căng thẳng. Và một bộ phận không nhỏ người chơi ngày nay có lẽ chỉ mở Dota 2 ra để chơi Custom Map mà thôi. Dù sao đi chăng nữa, đó cũng là bệ phóng tiềm năng cho những ý tưởng xuất sắc của cộng đồng. Ví dụ như map Dota Auto Chess nổi tiếng, sau này đã tạo ra hẳn một dòng game riêng trên thị trường với cái tên Auto Battle. Bên cạnh những câu chuyện vui vẻ nhẹ nhàng bên lề đó, nếu như để chỉ ra điều đặc biệt nhất của Dota 2 khiến người ta vẫn còn tiếp tục chơi nó, thì có lẽ sự phức tạp sẽ là câu trả lời hợp lý nhất. Trong cộng đồng Dota 2 có một câu nói đùa như thế này: cứ mỗi lần game ra một bản update lớn thì người chơi mới hay người chơi cũ cũng đều sẽ như nhau, kiểu gì cũng phải học chơi lại từ đầu. Nó đã trở thành một truyền thống, một thông lệ thường niên của game thủ Dota 2 khi gần như tất cả mọi thứ trong game đều đã thay ra đổi thịt. Từ các công thức, luật lệ, bản đồ, địa hình cho đến tướng và các item mới. Đỉnh điểm của hiện tượng này có lẽ là bản update 7.0 xảy ra vào tháng 12 năm 2016, còn được biết đến rộng rãi với cái tên Dota 3. Những bản update này luôn tạo ra những làn gió mới cho người chơi, khiến họ buộc phải chuyển mình và thích ứng với những cái mới, bỏ lại những cái cũ ở phía sau và làm giảm đi tính nhàm chán của cả tựa game. Nhìn chung, theo định hướng phát triển ngay từ đầu của Valve và IceFrog, khi nhắm tới đối tượng khách hàng chủ yếu là những người chơi cũ và lâu năm từ Defense of the Ancients, tất cả những gì họ làm được từ trước đến nay đều khá là tốt. Thế nhưng, đã khen thì cũng phải chê. Bản thân Dota 2 vẫn còn tồn đọng rất nhiều nhược điểm yếu kém mà chúng ta sẽ liệt kê ra trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay. Sự phức tạp đã làm nên thành công và tên tuổi của Dota 2, bản chất lại là một con dao hai lưỡi sắc bén. Một phần, nó làm tăng hứng thú và trải nghiệm của người chơi cũ, nhưng một phần, nó sẽ trực tiếp đào thải một bộ phận những người không có khả năng bắt kịp với sự thay đổi, đồng thời xua đuổi một số lượng lớn những người chơi mới rất tiềm năng. Dota 2 phải nói là rất rất khó đối với những người mới học chơi. Vốn dĩ, kể cả những pro player gắn bó lâu năm, nhiều khi cũng phải giật mình nhận ra mình vẫn chưa hiểu hết được các cơ chế, các mechanic của tựa game này. Bất cứ ai, nếu bước đầu làm quen với Dota 2 mà không có người chỉ tay hướng dẫn, thì việc tìm hiểu, học hỏi thực sự đúng nghĩa là cực hình. Có quá nhiều cơ chế, quá nhiều công thức, có quá nhiều kiểu tương tác giữa các kỹ năng và item với nhau. Điều đáng thất vọng nhất phải kể đến, đó là việc Valve đến thời điểm này vẫn nhất định để ngỏ phần hướng dẫn tân thủ và chưa thực sự hoàn thiện nó. Rõ ràng là nhà phát triển của Dota 2, họ đang cho thấy rất ít hứng thú trong việc kêu gọi người chơi mới đến với tựa game của mình. Nhược điểm tiếp theo mà chúng ta cần bàn tới, đó là sự nhạt dần về nội dung bên trong của Dota 2. Những năm về trước, game thủ Dota 2 từng được thưởng thức rất nhiều sự kiện và chế độ chơi hấp dẫn như sự kiện Dire Tide, nơi lần đầu tiên cả 10 người chơi được đứng chung một phe để chiến đấu. Sự kiện Year Beast, khi phối hợp và chiến lược là chìa khóa của chiến thắng. Hay như Seal Breaker, nơi các bạn được trải nghiệm một màn chơi chiến dịch đặc biệt. Tuy nhiên, không rõ chuyện gì đã xảy ra trong nội bộ của Valve, nhưng trong vài năm trở lại đây, thay vì tái hiện những chế độ chơi đáng nhớ đó, họ lại lười biếng dùng lại những sự kiện nhạt nhòa. Nói thẳng ra là chẳng khác gì một game đấu bình thường và thêm vào vài chi tiết hoa lá cành. Sự đơn giản trong luật lệ của sự kiện tỷ lệ thuận với độ phức tạp trong cơ chế thúc ép người chơi. Để có thể nhận thưởng từ sự kiện, thay vì hợp tác và sáng tạo, giờ đây người chơi được khuyến khích bỏ thêm nhiều thời gian và tiền bạc vào những thứ chẳng mấy thú vị và hấp dẫn. Cảm giác như tất cả những gì họ quan tâm là túi tiền của bạn vậy. Mặc dù nói thẳng ra thì người ta chắc chắn sẽ trả nhiều tiền hơn nếu họ được nhận lại những thứ xứng đáng. Vấn đề không phải là Valve không làm được, mà họ không muốn làm. Họ đang rót nhân lực vào đầu tư các dự án khác như Artifact hay Underlords và đã bỏ bê Dota 2 mất rồi. Chưa dừng lại ở đó, người ta vốn đã không có ý định lôi kéo thêm người chơi mới, đến bản thân Dota 2 cũng trở thành con bò mẹ bị vắt sữa khi phải gồng gánh thêm hai sản phẩm ăn theo là Artifact và Underlords. Trong đó, một game thì đã ngắc ngoải chờ người tới hô hấp nhân tạo, một game thì còn chẳng đủ sức để cạnh tranh với các đối thủ khác thuộc dòng Auto Battle. Một khía cạnh khác khiến Dota 2 dần mất khách nằm ngay trong trải nghiệm của người chơi. Sau nhiều năm, người ta chơi game mà không còn cảm thấy thư giãn như trước nữa, định nghĩa chơi game vui vẻ đã dần trở nên xa vời. Có một sự thật là không riêng gì Dota 2 mà rất nhiều cộng đồng game thủ online khác đều toxic và xấu tính. Họ sẵn sàng chửi bới mạt sát nhau từ trong game ra đến ngoài đời thật, tỏ ra thượng đẳng chỉ vì mức rank hay tư duy có chút khác biệt. Tình trạng matchmaking thì mệt mỏi, sự xuất hiện của Smurf cũng nhiều. Dần dần người ta mất đi hứng thú và sẽ chuyển sang tìm những tựa game khác. Lỗi không hoàn toàn thuộc về Dota 2, nhưng một phần nào đó, việc không đưa ra được những giải pháp thích hợp và cần thiết sẽ ảnh hưởng mạnh tới cả tựa game. Hậu quả để lại không đâu khác đã được thể hiện qua các con số thống kê.
Số lượng tài khoản còn chơi game từ 11 triệu đã tụt xuống còn khoảng 8 triệu. Dù có phải do chính sách triệt tiêu tài khoản ảo hay không, thì 3 triệu vẫn là một con số lớn. Tổng số người chơi cùng lúc đã chạm đáy ở mức thấp nhất trong 6 năm qua, và mới chỉ ổn định trở lại kể từ khi mọi người trên thế giới phải ở nhà vì đại dịch. Trên bảng xếp hạng, Dota 2 cũng đã để lọt vị trí đứng đầu cho CSGO, một tựa game bắn súng cũng thuộc về Valve với tuổi đời chẳng kém cạnh là bao. Giờ đây, khi đã nói gần hết về những ưu điểm và nhược điểm của Dota 2, chúng ta quay trở lại với câu hỏi ở đầu video rằng liệu Dota 2 có phải dead game hay chưa và nó có đáng bị gọi bằng biệt danh như thế. Câu trả lời có lẽ đã khá rõ rằng Dota 2 chưa chết. Số lượng người chơi của nó vẫn dao động quanh mức trung bình của nhiều năm qua. Số lượng các đội tuyển và giải đấu lại không hề thuyên giảm. Các kênh livestream vẫn duy trì ở mức vừa phải. Và trên hết, có thể một số người không còn chơi Dota 2 nữa, nhưng họ vẫn còn xem nó, vẫn còn theo dõi các tin tức, các giải đấu và các kèo bet trên dưới. Game thủ vẫn còn thích Dota 2, nhà phát triển cũng vẫn còn quan tâm đến đứa con của mình. Thế nhưng, chưa chết không có nghĩa là sẽ không chết. Nếu cứ tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại của Dota 2, chắc chắn sẽ đi vào vết xe đổ của những dead game trước đó. Niềm hy vọng của các fan hâm mộ giờ đây có thể đặt vào lễ kỷ niệm 10 năm tuổi sắp tới, rằng một bản update khổng lồ sẽ ào tới thỏa mãn được những mong mỏi bấy lâu nay của họ. Tin vui đang bắt đầu le lói ở phía bên kia mặt trận khi người ta đang lên kế hoạch cho Artifact 2.0 và biết đâu là cả với Dota 2. Tóm lại, Dota 2 chưa phải là một dead game, nhưng các bạn vẫn có thể coi cụm từ Dota 2 dead game là một cái meme vui để gợi nhắc đến những điều mà nó còn đang thiếu sót. Và hãy sẵn sàng chuẩn bị cả tinh thần lẫn ví tiền cho mùa hè này, bởi Battle Pass 2020 đã chính thức được bày bán rồi. Và theo sau nó chắc chắn vẫn sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa đang chờ đợi các bạn. Vừa rồi là những tổng hợp vui vẻ và đánh giá của chúng mình về Dota 2 trong thời điểm hiện tại, trước khi con số 10 năm hình thành và phát triển trở thành một sự kiện lớn. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về những thông tin vừa rồi? Hay liệu ta có thể đóng góp ý kiến gì cho cộng đồng những người chơi Dota 2 hay không? Hãy để lại comment bên dưới phần bình luận nhé! Như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn like và share. Còn nếu như đây là lần đầu bạn đến với Phê Game, hãy nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.